mấy búa nó dám thông đồng với con cà ve đó để mà tạo phản. Mẹ nó, đúng là cái thằng ngu hết chỗ nói. Nếu như vậy thì anh sẽ có cơ hội trừ khử được cái gai trước mắt rồi còn gì. Sớm muộn gì địa bàn của bảy búa cũng sẽ thuộc về anh thôi. Chị, cho em một chiếc taxi tại chung cư cao cấp quận 7, lô B nha chị. Nhanh giùm em nha chị. Con bé nó ở khu B, tụi bay chia nhau ra tìm, không cho nó trốn thoát. Rõ chưa? Chia ra. Ừ, đi. Theo tao. Chào chị. Chào chị. À, mấy anh về nói với anh Bảy là tôi sẽ rời thành phố một thời gian. Mấy anh không cần bảo vệ tôi nữa đâu. Ủa, chị cho nói chuyện với anh Bảy hả? Nếu vậy em về khó ăn nói với anh Bảy lắm. Alo, tao nghe. Anh Bảy hả? Em Quỳnh Ly nè. Ờ, có chuyện gì không em? À, anh kêu đàn em của anh về được rồi đó. Sao? Tụi nó xúc phạm em à? Không phải. Em có việc cần phải rời thành phố một thời gian. Sao vậy? Tự dưng em rời thành phố? Gia đình em có chút chuyện nên em phải về gấp. Khi nào lên em sẽ gọi cho anh nha. Ừ, được rồi. Đi được chưa? Dạ. Dạ. Chúng ta bị bao vây rồi. Chạy đi. Chạy đi chị. Đứng lại. Nhanh lên. Lại. Đứng lại. Lại. Chạy đi chị. Chạy. Lại. Đuổi theo. Chạy đi. Tôi sẽ bảo cứu chị. Go!
Hưng muốn gặp mày. Đi. Thả tôi ra. Đi theo tao. Đi. Tụi mày, đừng đứng cho tao. Chị chạy trước đi. Tụi mày đuổi theo đó cho tao. Đi mày. Từ khi nào mà bảy búa có thành lính ngon vậy ta? Nhưng tao nói cho mày biết, nó sắp đi bắt tôm rồi. Mày theo nó chỉ có con đường chết, hiểu chưa? Mày cũng có chút bản lĩnh đó. Nhậu vô. Này. Mày đừng có nói móc tao. Mày coi, tao sẽ xử nó như thế nào. Hôm nay mày sẽ có cơ hội thấy hậu quả của những thằng dám xúc phạm tao sẽ ra sao. Lên xe. Mày kêu tụi nó theo tao. Dạ. Dạ. Sao đây, không bắt được tụi nó, coi chừng anh Hưng xử hết cả đám đó. Mày yên tâm đi, tao nhất định sẽ đem cái xác thằng nhiều chuyện nó về đây, và cả cái con ca ve đó nữa. Nếu vậy chúc mừng anh nghe, sau vụ lập công này anh sẽ lên như diều gặp gió. Nhất định tao sẽ không quên ơn mày đâu. Bây giờ tôi đi bộ vô trong tìm tụi nó, anh bọc đường khác đi, lát chúng ta gặp lại. Được. Tụi bay một đường đó đi, tao sẽ đi đường này. Dạ.
Anh là người khá nổi tiếng trong ngành xuất nhập khẩu à nghe. Cảm ơn cô. À cô ơi, hôm nay tôi đến đây gặp cô là mong cô giữ kín chuyện gia đình giùm tôi. Tưởng gì, chứ chuyện đó thì anh cứ yên tâm đi. Tôi với anh làm nghề này thì ngoài uy tín ra thì việc đầu tiên là phải biết giữ bí mật cho khách hàng. Anh cần quen người như thế nào thì anh cứ mô tả để tụi em kiếm cho. Miễn sao á, anh đừng có đòi hỏi người đó phải là siêu sao hay người mẫu vedette là được rồi. Còn còn những điều kiện khác thì tụi em có thể giải quyết giùm cho anh hết. Cô ơi, cô hiểu lầm rồi, không phải tìm cho tôi. Ủa, vậy là sao? Anh có thể nói rõ hơn không? Chuyện xấu của gia đình tôi, khi mà cô nghe rồi thì mong cô đừng có cười. Và cô ráng giúp chúng tôi trong chuyện này. Dạ. Số tên là mình đi sắp xếp Tôi muốn tìm chồng cho đứa con gái của tôi. Nhưng mà cái người đó là không được quyền sinh sống ở Việt Nam này. Và đặc biệt là phải chấp nhận hợp đồng với tôi vào đêm tân hôn và hưởng tuần trăng mật, không được đụng vào con gái của tôi. Còn gì nữa không anh? Và một điều kiện nữa là tôi mong người đó làm thế nào hoặc là tìm lý do gì đó không được xuất hiện ở nhà tôi. Dạ, em hiểu ý của anh rồi. Thôi được rồi, sau 3 ngày em sẽ cho anh biết nha. Dạ, cô ráng giúp tôi nha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Chào cô. Chào anh. Dạ. Alo, cô Ly có công giúp mắt một ẩn thân. Anh phải lo cho cô ta tới nơi an toàn. Nhớ, không để lộ thân phận hắc một. Rõ chưa? Dạ rõ.
ai gọi cho anh vậy? Anh Phan hả? Không phải. Nên mình sắp đến, họ hỏi mình đã khởi hành chưa. Mình đi bằng phà này hả? Qua bên kia sẽ có ghe đón mình đi tiếp. Vì sự an toàn của chị, anh Phan đã sắp xếp nơi đến cho chị rồi. Thôi được rồi, anh đưa tôi tới đây thôi. Tôi có thể tự đi, anh về được rồi đó. Không được đâu. Tôi đã hứa với anh Phan là phải theo sát chị và đưa chị tới nơi an toàn. Khi nào tới nơi an toàn, tôi sẽ quay lại. Ê! Mình đi. Đi. Mày nhìn kìa, sao bữa nay nó buồn dữ vậy mày? Nó uống say quá trời luôn rồi kìa. Thằng này bữa nay nó có tâm sự rồi. Ê mày, đừng nói với tụi tao là mày biết yêu nha mày. Nghĩ sao vậy? Thằng Long mà biết yêu hả? Làm gì có chuyện này mày ơi. Ê, đủ rồi nha. Nè, coi chừng đó, tụi bay đừng có tưởng tao sai muốn nói gì nói nha. Tao yêu ai là kệ cha tao. Dính dáng gì tới tụi bay. Vô đi. Rồi vô đi. Vô. Vui mày thôi mà. Nói chuyện nghe mất cười quá. Tụi mình á là bốn đứa bạn thân từ đó tới giờ. Cho nên á là phải biết quan tâm tới nhau. Đúng rồi. Yêu thương lẫn nhau. Đúng rồi. Giúp đỡ lẫn nhau. Và phải biết âu yếm lẫn nhau. Âu yếm. Cái gì vậy mày? Cái gì âu yếm? Cùng hả mày? Mày gây hả? Lộn. Tại tao hay dùng mấy từ này nói với mấy đứa con gái, cho nên là tao quen rồi. Ý tao nói là lo lắng cho nhau. Mày mà vô được con nhỏ đó hả? Rồi sau đó mày lừa tình. Mày cho nó cái bầu. Rồi mày đạp nó xuống bùn. Mày cho cái bùn nó nổ cái bùn. Mày đang nói xéo. Trong ý là mày đang chửi xéo tao đó hả? Làm gì có mày. Mày. Long. Hả? Điện thoại kìa. Ê, điện thoại kìa mày. Alo, Lan hả? Sao mấy hôm nay anh gọi cho em hoài mà không được vậy? Em giận anh hả? Giận anh á thì em đâu thèm gọi. Em muốn gặp anh. Em nhớ anh rồi phải không? Em đang ở đâu? Anh sẽ chạy xe tới rước em liền. Anh xỉn rồi làm sao mà rước em được? Cái gì? Sao em biết anh xỉn? Thằng Long này á, tửu lượng rất là cao. Không có ai hạ anh đến xỉn đâu. Em ở đâu? Anh tới anh rước em liền. Em đang ở vũ trường X nè. Cái gì? Em giỡn với anh hả? Anh đang ở vũ trường nè. Em đang ở đâu? Anh thấy rồi. Gì vậy? Vụ gì vậy? Đi đâu vậy anh mày? Long đi đâu vậy? Lên. Qua đây. Ê Quý, đồng hồ của nó tới kìa. Chào mấy anh. Chào người đẹp. Chào người đẹp. Ủa sao em biết là anh ở đây mà em tìm anh hay vậy? Em buồn quá, định đi chơi. Tình cờ gặp anh ở đây luôn. Em muốn cái gì? Em muốn rượu. Ủa? Vô.
Vô, mời người đẹp. Để đúng nhìn nha. Đúng. Yo. Đá của mày. Đọc nó xuống rồi hả? Vô anh bảy. Ăn đi anh Bảy. Anh Bảy. Anh Bảy. Anh Bảy. Anh Bảy, ăn đi anh Bảy. Anh Bảy. Sao anh buồn vậy anh Bảy? Vô. Lại là phụ nữ nữa. Vô đi anh Bảy. Mày biết lý do tao buồn rồi. Mà hỏi trớ trêu như vậy. Nhưng mà nếu anh Bảy muốn á, chỉ cần búng tay một cái thôi là thiếu gì cô. Mày biết cái gì mà nói. Đi đi. Dạ. Đối với tao, con Quỳnh Ly là người yêu trong mộng. Tụi bay biết không? Dạ biết. Dạ. Dạ. Cô đi. Anh Bảy, ăn đi anh Bảy. Đó kìa. Anh Bảy. Cái gì vậy anh Bảy? Anh Bảy. Lên. Chạy anh Bảy kìa. Chạy đi. Yeah.
tình hình sao rồi? Có anh em nào bị thương không? Dạ, ba thằng bị thương, còn lại anh em không sao hết. Cầm tiền đưa tụi nó đi trị thương đi. Dạ, em cảm ơn. Kêu anh em lên xe. Lên xe tụi bay, đưa nó lên xe luôn. Ê, thằng Long đâu rồi tụi bay? Chắc cái đầu trong đây nè, vô kiếm thử coi. Đừng có nói thằng Long với con bồ nó bỏ đi khách sạn, không thèm nói với anh em mình một tiếng nào nha. Rồi, hai thằng bay để cho tụi nó vui vẻ nhau một chút đi. Vui sao được mà vui, nó đang chơi với tụi mình ở đây mà. Nó nè. Ủa, tụi bay. Long nè. Mày đi đâu vậy mày? Vậy, vậy mà nói nó đi khách sạn với thằng bồ nó. Tụi bay nó bậy không à. Ủa Long, nãy giờ tao tưởng là mày đi khách sạn với con bồ mày rồi chứ. Ê mà công nhận tướng con bồ mày bốc ghê lắm. Bồ nó mà. Ê Long, mày lượm được nàng chưa? Mày tào lao. Hôm bữa ở Vũng Tàu là đã xong rồi. Bây giờ mày hỏi chi cho xa xôi vậy? Quên. Ê tụi bay, phải công nhận thằng Long đào hoa dễ sợ. Em nào cũng đẹp như tiên. Ê, nó nghe là Long. Lúc trước á, con nào mày ngủ rồi, mày cũng quay phim với tụi tao coi. Con này á, là mày không quay cho tụi tao coi luôn đi. Chơi vậy là chơi xấu với bạn bè nha, thằng quỷ. Hay là mày muốn ra giá với tụi tao? Bây giờ mày muốn ra giá bao nhiêu, mày cứ nói. Anh em tụi tao sẵn sàng chi cho mày đó. Được. Chỉ cần là mày cho ba anh em tao được chiêm ngưỡng nàng để mở rộng tầm mắt. Thôi, tao nghĩ chắc chưa đụng được em rồi. Bởi vậy có phim đâu để tụi tao coi đúng không? Đó, đúng Long, rồi. Bộ chưa thiệt luôn hả? Không lẽ mày không cưa đổ được nhỏ đó hả? Tao nghĩ cũng kỳ. Tao thấy nhỏ nó cũng mê mày như điếu đổ. Giờ chỉ còn có việc là đưa em lên giường nữa thôi. Không lẽ mày làm không được? Chuyện nhỏ với mày mà. Ê, mà nè. Thấy vậy chứ chưa chắc đâu nha mày. Nhiều con nhỏ nhìn thấy dễ ăn như vậy, nhưng mà cái khoản á, cho và hiến dân á, khó lắm. Khó như là đường lên đỉnh Olympia vậy. Khó đúng chinh rồi. Phục lắm. Coi chừng á, cái nàng này cũng thuộc về loại đó đó. Đủ chưa? Tụi bay nói xong chưa vậy? Nói xong rồi á, biến đi giùm tao cái đi. Ê, chưa có xong hả? Chưa có xong chuyện mà. Tao thấy chưa bao giờ mà mày có cái thái độ với tụi tao như vậy nha mày. Hiểu rồi. Em khó quá, nghĩa là chưa có làm ăn được gì hết. Thôi, coi như là lần đầu mày chịu thua trước một người đẹp đi ha. Chịu thua đi mày ơi. Ai nói với tụi bay là tao chưa làm gì nó vậy? Không lẽ con nào á tao cũng cho tụi bay coi sao? Tao nói đúng không? Thằng Long này chưa bao giờ thất bại trước một con nhỏ nào hết. Con nào mà tao thích rồi á, dứt khoát con đó phải là của tao. Nó phải dâng hiến cho tao.
Thôi mày ơi, mày đừng có nổ quá. Mày nói như vậy, mày đem cho tụi tao coi đi. Đâu quay đâu, vậy tụi tao quay mới tin. Quay phim lại, có không? Chứng, ha, đúng không? Ơi, đưa đi, nè. Có không? Tụi bay muốn nhìn thân thể con nhỏ đó, cho nên nãy giờ tụi bay gài tao đúng không? Ê, ok ok, thằng Long này chơi với bạn, tụi bay thích á, tao sẽ chịu. Ừ, vậy mày. Được. Nhưng với một điều kiện. Vậy? Tụi bay trả tao nhiêu tiền? Thì cứ như lần trước mày quay con Trúc, 5.000 đô. Và bây giờ tao cũng sẽ là trọng tài nữa ha tụi bay. Ừ, mày okay. Á quý, mày chơi khôn quá à. Suốt ngày mày cứ làm trọng tài không à. Rồi cái mày xem phim chùa mà không có tiền. Không, không, chơi không, vậy không. Chơi với ai mày? Ê, bây giờ không có giá 5.000 đô đâu, mà phải 10.000 đô. Cái gì? 10.000? Giữ vậy 10 mày? Thích thì chơi, không thích thì thôi, ngưng. Ok, mày không? Yeah. Ok, để định vậy đi. Rồi, chơi tiếp đi. Đi trước nha. Em không dám đi khách sạn đâu. Người ta nhìn em á, em mắc cỡ lắm. Thì cũng như khách sạn ở Vũng Tàu thôi mà, đâu có gì đâu mà em ngại. Nhưng mà Vũng Tàu là mình đi du lịch, còn ở đây đâu phải đâu. Em nói vậy anh không chịu thì thôi, em không đi đâu hết. Go, go, go.
Ê, gì? Tụi bay ở đây chơi nha. Hả? Tao về trước. Nè, gì vậy? Tiền ở đây nè. Có gì lát tao cho mày trả. Sao về trước? Mày đi đâu vậy Long? Còn vụ kia? Tao về nhà. Ủa? Ủa? Hả? Sao về nhà? Ê, mày nhớ cái vụ đó nha. Tí ở đâu? Gọi cho tao. Hả? Tụi bay đừng nói gì nữa. Vẫn y như cũ. Chơi đi. Rồi. Tao về, chơi đi, chơi đi. Rồi, ok. Vậy nha. Rồi, ok. Bye bye. Bye mày. Đợi nó vô. Còn nữa, mặc áo khoác vô. Ủa, anh làm gì vậy? Để cho mẹ anh mà thấy, mẹ anh tưởng anh đi chung với con trai gì. Sao nhát gan quá vậy? Trời, sao không nhát được chứ. Ra khách sạn thì em lại sợ, còn về nhà thì anh sợ đi nè. Tới nỗi muốn tỉnh rượu luôn đó. Chờ anh một chút xíu nha. Con chào mẹ. Con đi về trễ. Con say đó hả? Dạ không, con đâu có say đâu. Con buồn ngủ hả? Thi cử sắp tới rồi mà con cứ đi chơi hoài à. Con về khuya như vậy không sợ phiền gì Tư hả? Ừ, trời ơi, con có chìa khóa riêng mà, con tự vô nhà được. Với lại bài thì con cũng học xong hết rồi. Bữa nay mẹ có nấu bún mâm vịt, món mà con thích đó. Con đói không? Mẹ đi hâm cho con nha. Khỏi mẹ. Trời, hồi nãy con đi ăn với lại bạn của con rồi. Mẹ cứ lên lầu nằm nghỉ ngơi đi. Đi lên lầu nghỉ nè. Con có sao không? Không, con không có sao. Con không sao thiệt đúng không? Con không có sao. Đừng có để mẹ lo nha con. Mẹ yên tâm đi mà. Nhà có người làm mà sao bề bộn dữ vậy anh? Trời ơi, em cứ để đi cho anh. Anh nói cho em nghe nè. Anh không bao giờ thích một ai đụng vô đồ đạc của anh trơn á. Lúc mà anh cần á thì anh mới gọi người giúp việc lên để phụ anh dọn dẹp thôi. Còn bây giờ em lại đây với anh đi. Anh đi tắm đi. Người anh còn hôi mùi rượu quá. Em không thích đâu. Chút nữa đi mà. Nha. Anh. Em nói là anh đi tắm đi mà. Đi đi. Ok.